Xin thân chào hết thảy các bạn yêu cơ. Trong video này, em xin giới thiệu với các bạn 3 trận đấu hay và hấp dẫn ngoại tình lai khách Vương Thiên Nhất. Với những trận đấu luôn đầy biến hóa, công thủ sâu đòn, đẳng cấp hàng đầu của làng cờ Trung Quốc và thế giới hiện nay. Mời các bạn cùng xem cờ vui vẻ. Rồi, các bạn điều chỉnh âm thanh vừa đủ nghe, cho Ad giới thiệu chút xíu nha. Ad vừa về 3 con đồng hồ Omega cơ, cổ ha, xanh biển sâu, rất là đẹp. Giá chỉ 1.450.000 thôi. Về 3 cái nha, các bạn vào comment Zalo đặt hàng nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều.吃 将军 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 将军，将军，吃。
吃。 吃。 Bị Vương Thiên Nhất gài bẫy bắt chết quân liên tục, tới đây đang buông cờ nhận thua. Mời các bạn xem tiếp ván đấu thứ hai của Vương.吃。 吃。 吃。
吃 吃 吃 吃 将军 吃
将军。将军。将军。将军。吃。吃。吃。将军，将军，将军，将军。将军。将军，将军，将军，将军，将军，将军。将军。将军，
将军。吃。将军。Tới đây mất xe, Triệu Hâm Hâm buông cờ. Mời các bạn xem tiếp ván đấu thứ 3 của Vương.吃。吃。将军。将军。吃。吃。吃。将军。吃。吃。
将军。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 吃。将军。吃。吃。吃。hết quân đánh đỏ buông cờ. Mời các bạn xem tiếp ván đấu thứ tư của Vương.
将军。吃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 。将军。
吃。将军。Sát cục, Triệu Quốc Vinh buông cờ. Mời các bạn xem tiếp ván đấu thứ 5 của Vương.吃吃吃吃吃吃吃
吃 吃 吃 吃 吃 吃 吃 吃 吃 将军 将军 吃 将军 将军 将军
将军。将军。吃。将军。Tới đây, Hứa Ngân Xuyên buông cờ nhận thua. Mời các bạn xem tiếp ván đấu thứ 6 của Vương.吃。吃。吃。吃。吃。将军。
将军。将军。吃。Tới đây mất tiếp mã, đen buông cờ. Mời các bạn xem tiếp ván đấu thứ 7, cũng là ván đấu cuối cùng của Vương.吃。吃。吃。吃吃吃吃
吃 Mất quân quá sớm, Hứa Quốc Nghĩa đã buông cờ nhận thua. Trận cờ đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.